Một combo bay cúp huyền thoại tầm 5k6, 5k7 rất khét anh em ạ. Đó chính là chơi Super Dragon với cả Dragon Rider, nhưng lại chơi với nhân bản tàng hình mà lính thủ thành lại là Super Wizard và Super Archer. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo về một cách bay cúp huyền thoại 5k6, 5k7 rất hay đến từ bạn Tí Queen. Và hãy xem đây, bạn ấy bay bằng cái combo Super Dragon với cả là Dragon Rider đấy các sếp này, mà lại đánh với cả là tàng hình và nhân bản. Ở trong này chúng ta có Super Wizard và Super Archer trong lính hội thành bằng sử cộng chúng chiến Blim. Vậy bạn ấy đã tấn công như thế nào mà mang lại được sự hiệu quả với ta? Đây, chúng ta hãy cùng tham khảo về trận đánh này nha. Rất hay luôn các sếp ạ. Và bạn ấy có cái lưu ý là với cái combo này á, thì anh em đừng có để hẹo cái khí cầu chiến Blim. Rồi, combo đấy, combo này sử dụng sợ nhất cái bom kép. Mà gặp những cái khoảng trống ở trong này này. Đấy, và những kiểu khoảng trống mà chỗ Wizard ở đây này, mà gặp phải bom đôi ấy, thì thôi rồi, lựa mời luôn. Dàn Wizard với Super Archer là chỉ có đứt thôi. Và lúc này là phải cắt góc King Queen cho nó đẹp anh em. Rồi bắt đầu rải cái Super Dragon vào. Đấy, gồng cho khí cầu chiến này. Đi lên tàng hình thì bạn ấy không dám đụng sát hơn. Đúng rồi, vừa xoáy vừa bom các bạn kìa. Nhấc người luôn ở cụm trung tâm. Super Archer vẫn đang bắn tỉa khu vực nhà chính mà nó vẫn chưa hề phát hiện ra đâu. Tiếp tục vào tàng hình nữa, hay vãi trưởng luôn ạ. Rất quan trọng chỗ thả khí cầu chiến Blim anh em nha. Khét này lẹt bằng một cái Inferno nhiều tiền tầm này, vụt nhấc người luôn. Úi dồi ôi, Royal Champion sẽ luôn là được thả cuối cùng để vét những công trình còn lại. Spell dành hết cho quân Clan. Có hai nhân bản đến quân của Lan, nó sẽ dọn sạch khu vực nhà chính và đẹp xung quanh. Trống hoác luôn kìa các sếp. Uy tín ngay nhỉ. Đấy, nhiều trận để anh em tham khảo lắm. Thoải mái chơi các sếp ạ. Bài cúp như thế này cứ phải gọi là khét lè lè nhỉ. Ra gì đấy. Tiếp nè. Đây này các sếp này, một mẫu bay này nữa này. Cái kiểu nhà mà cụm lại khu vực nhà chính mà bao gồm nhiều công trình phòng thủ. Món tủ của Blizzard luôn. Mà bạn ấy chơi là toàn rồng. Một rồng điện này, một kỵ sĩ này, một rồng siêu cấp này. Đây, cho rồng điện với cả là King Queen sẽ cắt được một hướng. Đó, rồi, giờ anh em thấy không? Rồng lại cắt một hướng và ràn đều ra. Đấy, cứ vậy là ủi nha, chiến nha. Úi giời. Ôi, tầm này thì bắn nó khốc liệt lắm. Vài đạn luôn chưa? Chật chơi người giới. Quản giáo đi về đâu, đi về đâu? Bật một quả gồng khét lẹt lẹt và bịt luôn khí cầu chiến. Và khi gồng bịt cái thổi gió để khí cầu chiến nó cắm vào rộng xuống, không dám thả chỗ trống đâu. Bạn ấy sẽ thả loanh quanh chỗ đây các bạn thấy không? Vừa nhân bản vừa tàng hình. Và nó sẽ quét được rất rộng quanh khu vực nhà chính luôn. Ái trời ơi, đừng hỏi cái độ phê nữa. Nhìn cả ai chờ với cả Wizard trưởng thì thôi rồi, lựa mời luôn. Ôi rồi ôi luôn chứ đừng có đùa. Hay vãi đạn. Rồi ôi 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 ôi, Queen. Royal Champion là để dành cho vét những công trình còn lại bằng dao bánh cái cho nó tít sập luôn Inferno. Này thì Queen với chúng tôi này. Các bạn có thể thấy là tầm này Inferno nhiều tia thì ôi rồi ơi luôn, đội này hai em hai đánh một hẹo chặt. Vâng, em Queen còn chưa cả gồng rồi, chấp các sếp luôn. Vâng, Queen tập chiến. Anh em thấy combo này như thế nào? Vâng, khỏe vãi đạn luôn đúng không? Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất và chính xác nhất nha. Hãy ủng hộ luôn Akari bằng cách nhập mã code ủng hộ nhà sáng tác nội dung nha. Ok, lại là một cái kiểu dạng này nữa. Rồng một bên. Để mình đoán các nhé. 6 giờ. À, có lẽ giống nhà hồi nãy. À không, bạn cắt đây rồi.
12 giờ cho khi cuộc chiến Blim chạy luôn. Thì vẫn rồng mà như thế, tình lại như thế. Úi giời ơi luôn. Đục tường đây chưa các bạn nha. Anh em lưu ý này, bạn ấy để cho cái khí cầu chiến nó vào càng sâu càng tốt. Bắt đầu bạn với gồng lồng khoảng cách xa xa phết. Tính hết nha các bạn nha, lưu ý phải để cho nó đút càng sâu càng tốt. Khí cầu chiến Blim rớt ở ngay chỗ lều thời gian chiến đấu. Ui giời ơi, có bom nhưng mà không sao cả. Nhân bản được thả ngay ở cụm này và nó quạt cho tàn tác luôn. Các bạn có thể thấy là những đơn vị tướng quanh hồ nhà chính cũng như đơn vị lính hội thành bay màu hết rồi. Bay màu hết bạn ơi. Ý giời ơi luôn này. Đùa đâu được bạn ơi. Chiến nhất người luôn. Ai chờ tầm này vẫn còn ạ. Ôi giời ơi luôn này. Đừng có mà đùa với chúng tớ. Lụm hết các xếp ạ. Lụm sạch trơn luôn. Úi giời ơi luôn. Này thì chúc chúng tôi này. Quẩy nhấc người luôn này. Ui giời, quả rau bánh thế thì đỡ bằng niềm tin nè. Trận này đánh còn khét hơn cả mấy trận hồi nãy nữa. Queen còn chưa cả gầu. Uy tín các sếp nhá. Tiếp tục nào. Ui giời, thêm kiểu này nữa. Mà anh em cứ áp dụng kiểu này là bay lên 5k6, 5k7 nó có thoải mái quẩy nhấc người luôn đấy các bạn ạ. Tầm này mà vẫn còn con hạc cứng thế này à. Úi dồi ôi luôn quả cannon này. Như thế này thì dễ mà tím lắm. Nó đi đường quyền chứ không biết đường nào mà lần. Rồi, úi, King Queen vô. Cho bố hút chén em. Bạch này. Rider bắn vào cái e đã thật. Rồi này các bạn này. Bịt cây thổi gió này. Để cho khí cầu chiến đút vào này. Hạ ngay ở trên đầu con Queen cho con Queen lăn đang ngất luôn này. Rồi. Thế mà con Queen nó vẫn thoát được. Đội bạn thủ bằng Ice Golem với cả là Lava. Cũng nhân bản ở phía trong thì nó trưởng thì ối rồi ôi luôn. Đã thật các sếp ạ. Bảy super wizard mà gặp được cái cuồng nộ nữa kìa. Nó mút hết nước chấm. Vẫn còn lại một tàng hình. Đội này sẽ xử lý ra sao đây sếp ơi? Quất là quất hết thôi. Đùa với nhà chùa là không được. Này thì lụm này. Ôi giời ơi luôn này. Ý giời ơi luôn này. Làm thêm chấp cái tàng hình. Vãi đạn khét nhờ. Là gì phải đấy. Vâng, bạn đánh nhiều trận hay lắm. Tiếp nào các sếp. Vâng, phải lưu ý nhá. Rồi. Anh em là phải cắt King Queen với cả đồng điện này. Còn chỗ còn lại là anh em cứ rải ra cho nó chốt đơn. Và toàn bộ spell phải dồn hết cho đơn vị lính clan anh em ạ. Đó là điều rất quan trọng. Và cứ né né khoảng trống mà quẩy. Rồi. Quẩy nhấc người thật chứ. Đấy nha anh em nha. Cho khí cầu chiến vào sát sâu lắm. Rồi bắt đầu mới gồng này. Trận này King Queen một bên và rồng điện giật nốt cái hướng còn lại. Ui hay thật. Nó đi thẳng một mạch luôn. Nó sẽ đổ nụ ở ngoài đây. Đây này. Tàng hình này. Nhân bản ngay các bạn này. Rồi ôi luôn. Vâng, canh thả spell nhìn đã thật sự chứ. Đi tới đâu vâng tan nát tới đó. Hay. Giật ổn áp các sếp ạ. Cái combo này nó chỉ hết xui ở cái chỗ vâng khí cầu chiến Blim nó đi thôi. Mà nó đi đúng mục đích xuống hạ cánh ở khu vực nhà chính an toàn. Cái là tôi sẽ bay đó nó xong luôn rồi đó. Úi giời. Giao cái bánh chậm đốt bên kia. Úi. Đẹp quá anh em ạ. Đánh thế này thì làm sao mà chê được phải không? Các bạn đừng tiếc gì một lượt like, share đăng ký kênh nha. Vâng, hãy đưa ra ý kiến của các sếp phần bình luận phía dưới về combo rất mạnh này ở nhà. Mặc dù giảm sức mạnh rồi đó. Tiếp tục một em Trung Quốc nữa. Rồng của chúng ta là đã được giảm sức mạnh rồi nhưng mà vẫn bà lắm. Quẩy vẫn nhấc người lắm anh em nhè. Khét thật chứ. Đây, lần này là để rồng điện cắt hết một bên các bạn. Và King Queen một bên. Đây là Inferno một tia nhưng không sợ. Lách được. Lách kinh ra khu phía ngoài đây nè. Không sợ quẹt.
Khi cầu chiến 3 2 1 rồi, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn, không cần nhìn sang trái gì hết, không cần nhìn sang trái, đi thẳng luôn, rung ở ngay trên hai cái thùi gió. Úi giời ơi ạ, Edifan này, máy bắn đá này, vâng cho tôi xin. Các bạn có thể thấy phạt trưởng vãi thật. Wizard thì nó trưởng ở những công trình gần, nhưng mà super archer nó đi qua xuyên tường cái thì quá bá luôn ạ. Vâng, một head nó bắn một chùm cái, vâng đi họp quốc hội hết cả cái đầu kia luôn. Một mình Queen, vâng cố gắng cầm cự ở cánh bên đây, chờ anh em đến, và Queen đã hy sinh, nhưng thôi không sao cả, anh em đông lắm. Cánh bên này Royal còn chưa cả giao bánh mà. Úi dồi ôi, mòm kìa. Rồi cứ bình tỏ mà chơi em. Vâng, ngán mỗi con còn giáo 55 ở đây thôi. Gồng cái cho đội bạn biết, vâng rừng xanh có hổ chứ nị. Giời ơi, láo nháo với cán bộ này. Xoáy xoáy thôi, hy sinh rồi. Không sao, đây vẫn là một trận win hay đến từ tí Queen. Ok các sếp nhá. Anh em có combo hay mẫu bày bày tốt nữa cứ nhắn tin vào fanpage cho mình nha. Những nhu cầu về vé vàng, gem hay ưu đãi anh em cần hỗ trợ thì cứ liên hệ vào fanpage của mình. Hơn 117.000 người theo dõi ở Facebook. Và đừng quên ấn vào mã nhập, mã đăng ký Akari ủng hộ mình các sếp nha. Gửi luôn này. Đấy, quá đã luôn các sếp nha. Trước khi mua cái gói gì anh em cứ ủng hộ tới nha. Được, cảm ơn bạn rất nhiều.